Vâng, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hoàng Nhật Công Trường. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến tất cả các bác đó là chiếc bếp từ âm Panasonic có mã là KZ gạch ngang G32 AST. Thì chiếc này là tháo được nò nhé. Thì em đã tháo sẵn nò ra đây rồi. Đấy. Thì chiếc này là đã có một bác khách, bác đã chốt và bây giờ là em lên video có giới thiệu đến tất cả các bác, cũng như là test chi tiết cho bác xem nhé. Chiếc bếp này thì là sử dụng điện 200 đến 220V. Đó. Thì nó gồm là hai từ một hồng ngoại, nó lướng thì tháo ra rồi. Thì mỗi một bên từ là của nó là 3 kW, hồng ngoại là 1,2 kW và có auto sensor nhé. Các bác thấy nhìn này, auto sensor này. Đó, bếp đầy đủ các tính năng. Bếp này thì các bác có thể để âm, để dương đều được. Cái kích thước mặt của nó là 60 x 51. Bếp còn rất là đẹp. Thì date của nó là 2019. Thì em cũng đã chụp ảnh và đăng lên Zalo cũng như là trên bài đăng trên YouTube. Thì các bác cũng đã biết rồi đó. Đây. Thì hiện tại bây giờ điện nghe em đây, các bác thấy này, 238V này, 238V nhé. Đó, mình bật bếp lên. Đó. Với cái áp này thì bếp vẫn hoạt động được các bác nhé, vẫn hoạt động được. Đó, hẹn giờ như các thứ đầy đủ. Đó, hẹn giờ thì các bác chọn hẹn giờ đây. Hiện tại bây giờ đang bật ở hai bên hồng ngoại thì các bác sẽ bật hai bên từ thì các bác sẽ hẹn giờ được hai bên đấy nhé. Lựa chọn bên hồng ngoại này, mình bấm chọn, sau đó mình sẽ nhấn mũi tên là bắt đầu là theo từng cấp bậc 1, 2, 3. Đó, hồng ngoại đã sáng. Bếp cực kỳ là mỏng đẹp. Trước này là rất lâu rồi thì em mới gặp một chiếc bếp từ phiên bản tháo lò. Còn nếu mà những chiếc bếp này mà nếu mà hàng mới nguyên hộp thì giá thị trường bây giờ nó khoảng tầm trên 13 triệu các bác nhé, trên 13 triệu. Đó, còn đây là chiếc bếp hàng bãi dùng lướt siêu mới luôn. Ngay sau đây thì em sẽ test nguồn nước này nhé. Đã lên phát nó bắt từ luôn này. Các bác thấy này, bắt đầu ăn dòng này. Em sẽ tắt bật hồng ngoại. Hiện tại là bếp bên trái đây đang mới là 1,3 này, lên 1,7 kW này. Đó. 3 kW thì tốc độ đun nấu rất là nhanh các bác nhé. Đó. Khi các bác tăng tốc độ lên thì từ 1 đến 9 này thì sau đó là quạt sẽ tăng tốc theo, quạt là dòng quạt inverter. Hiện tại đây là cái đèn báo nhiệt nhé, đèn báo nhiệt này. Các có thể hẹn giờ này. 1 phút. 1 phút sau là bếp sẽ tắt. Một chiếc bếp rất là mỏng và đẹp. Chiếc này là đến 2019, còn những mà chiếc mà nguyên hộp 2021 thì bây giờ là giá cũng phải tầm trên 13 triệu rồi các bạn. Còn chiếc này thì em đang bán cho ba cái là giá là 7 triệu 2, 7 triệu 2. Bếp này thì các bác có thể đặt âm, đặt dương đều rất là đẹp. Bác nào đang xem kênh thì hãy cho em một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để nhận video mới nhất của em nhé. Thì các bác hãy đăng ký kênh để khi mà em lên một video mới hàng thì các bác có thể là cập nhật được và xem mà ưng có thể chốt cho mình những sản phẩm đẹp nhất. Đó, các bạn thấy chưa? Bắt đầu là tăng sôi này. Tốc độ đun nấu cực kỳ là nhanh ạ. Đây bây giờ đang ăn là 2,4 kW này. Đó, một bên này là nó là công suất của nó 3 kW các bác nhé. Đó, đã hết 1 phút. Rồi, bếp đã tắt, tiếp tục chuyển sang bên thứ hai. Đây các bạn thấy này, auto sensor này. Em sẽ hẹn giờ nhé. Mình cũng hẹn 1 phút thôi. Dòng bếp này là dòng bếp inverter nên là việc là đun nấu nó rất là tiết kiệm điện, nó giảm công suất thực. Đây hiện tại bây giờ em đang để mức số 6, nó ăn 1,7 kW này. Sôi rồi thì mình giảm đi thì nó cũng sẽ giảm đi, giảm công suất điện nhé. Đó, mình giảm để lăn tăn thôi thì nó chỉ ăn khoảng tầm 700W đấy ạ. Chỉ ăn khoảng tầm 700W thôi.
Đây, hồng ngoại này. À, lò nướng thì là mình đã tháo ra rồi, nên lò nướng thì các bác bật nó cũng không có tác dụng gì đâu. Mình sẽ sử dụng hồng ngoại thôi. Thì việc cái bếp hồng ngoại này thì các bác có thể đun nấu được tất cả các loại nồi, mình có thể nướng nước bên trên cái vùng hồng ngoại được. Hồng ngoại mình cũng hẹn giờ được các bác nhá, hẹn giờ được. Mình có thể chuyển ở nút hẹn giờ đây. Rồi ok. Bếp này, bếp từ này, một bên từ đã tắt rồi nhé. Còn đâu thì các bác có thể là chọn theo nhiệt độ trên xào này, 140, 160, 180 và 200 độ C. Đó. Đây mình vẫn mình tắt này. Và đây là nút khóa chị em nhé, giữ 3 giây để khóa. Ngay sau đây thì em sẽ lật xung quanh nha, cho các bác xem. Chữ bếp siêu đẹp ạ. Bác nào đang có nhu cầu thì có thể là đặt em, thì nếu đợt tới mà có hàng tháo lò này thì em sẽ báo cho các bác nhé. Ok, đây là đèn báo nhiệt ạ. Thì với cái việc tháo lò này ra thì nó chỉ khoảng tầm còn gần 10 phân đấy, gần 10 phân bếp, trọng lượng khoảng tầm hơn chục cân thôi các bác. Đây các bác thấy chưa? Đó, rất là mỏng và đẹp. Mặt kính này, mặt kính chịu lực nhé. Em sẽ lật xung quanh cho các bác xem. Đây ạ, các bác thấy mỏng chưa? Rất là mỏng. Con này thì mặt kính thì cực kỳ đẹp. Bếp còn rất là mới như là không có chảy xước vậy ạ. Rồi, thì hiện tại bên em là vẫn đang còn cái dòng bếp từ âm, dòng VIP cũng size 60, cảm ứng 13 phím, loại 2 từ và 3 từ. Thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0987 807 038 và 0344 586 794. Thì đối với dòng tháo lò này thì toàn bộ phím nó thiết kế là phím cơ nhé. Còn đâu chỉ những dòng khác thì nó sẽ như dòng la em đang có đây. Như dòng la em đang có thì là nó sẽ là có những phím cảm ứng dùng rất là tiện. Rồi ok. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác nhé.